San Francisco ở bên Mỹ. Ladies and gentlemen, đêm từ thiện Las Vegas để quyên tiền cho trẻ em đói khổ trên thế giới do Hiệp hội Từ thiện Người Hoa ở San Francisco tổ chức. Bây giờ chính thức bắt đầu. Chúng tôi kính mời quý vị. Chúng tôi có mời thần bài là ông Cao Tiến làm chủ lễ quý tân của chúng ta. Quang ơi! Tuy ông Cao đã giả từ giới cờ bạc, nhưng ông vẫn cho đệ tử thứ nhất của ông ta là Michael Trần làm chủ lễ quý tân. Bây giờ xin mời Mr. Michael Trần. Ông Trần, xin chào, cảm ơn. Các vị, sư phụ đã rút lui khỏi giới cờ bạc, nhưng sư phụ đã từng nói qua, bất cứ có sự hoạt động từ thiện nào, chúng tôi có tiền ra tiền, có sức ra sức. Anh nói cái gì? Ai là thằng bại chứ? Đâu có cái gì đáng khoe khoang đâu. Đều là bọn bịp bợm đó. Anh đấy, đừng có phá đám nha. Người này di dân tường công tới, tên là Đỡ Si, anh phát đối lắm. Nhưng mà kệ nó. Tôi chưa có từng thấy ai phách lối như anh đâu. Hôm nay anh được thấy rồi. Nếu anh thật có tài thì biểu diễn được chút cho tôi xem đi. Nếu mà có ai chịu quyên tiền, tôi sẽ làm dưỡi với anh mà. Nè, anh nói đó nha. Bọn như tụi tôi có thiếu gì tiền chứ? Bây giờ mỗi người bao một cái bàn. Nếu như anh có bản lĩnh, chỉ trong một ván bài, hạn chế 100 ngàn. Nếu trên cái bàn của tôi anh thắng được 1 triệu, thì tôi sẽ thêm 10 triệu bạc cho anh. Wow. Được không? Nếu như anh thua thì đừng gọi là thằng bài, gọi là thằng cứt đi. Ôi, tại sao anh nói như vậy chứ? Được. Dạ. Bốn bộ bài đó. Thế nào? Muốn rút lui hả? Theo quy tắc ở đây, cho tôi kinh bài. Được, kinh ở đây. 100 ngàn. Được, tôi chơi với anh. Chia đâu nữa ra? Chia thêm ra. Giá này giảm lắm à, bà lớn quá. Chia thêm ra nữa. Sao không vậy? 16 tấm mắt đã cùng một chỗ rồi. Chia ra nữa đi. Chia nhiều phần như vậy làm sao tính một môn chứ? Một môn bài chia bao nhiêu phần cũng chỉ là một môn bài. Anh có một phần được 17 điểm, ngoài ra chỉ có 3 điểm và 4 điểm đó. Chết chắc rồi anh bạn à. Chia bài đi. Được, chỉ một ván là hai anh. Hình đi. Rung tay rồi á. Bây giờ chơi CZ không phải là chơi lớn lắm đâu. Anh thua rồi đó. Ở đây có 16 phần bài, mỗi phần 100 ngàn, tức là 1.600.000. Ngoài ra anh còn nguyên 10 triệu bạc nữa. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ đó. Sư phụ xưng là thằng bài, còn anh Michael Trần là cao đồ châu du thế giới, ra sức làm việc từ thiện, có thể xưng là đổ hiệp. Chú Đạt à, nồi mì chín đục hết kìa. Coi chừng nước trong nồi mì tràn lan ra ngoài hết bây giờ. Xong rồi chưa vậy, nấu nồi mì gì đâu mà cả tháng trời. Sắp dọn ra rồi. Có thằng khốn nạn. Nè, chết đói hả, ăn đi. Không, chờ tới năm sau mới lấy ra luôn đi. Ủa, đầu mày là đầu gì vậy? Đầu người. Kỳ giấy số này sổ rồi đó. Để tao dò coi. 18. Chê, lần nào cũng chỉ trúng có 3 con số thôi. Nè, tin à. Khoan ăn đã. Mày dùng công năng đặc dị mày trà dùm tao đi. Cho tao trúng hết 6 con số đi. Làm ơn. Nói 100 lần được mà. Số tiền dùng công năng đặc dị lấy được á là chỉ dùng vì từ thiện thôi. Nếu mà đem ra xài lần thứ nhất á
khổ sở. Lần thứ hai thì nằm ngoài đường, lần thứ ba thì mất mạng. Ê, cái lần thứ nhất tụi mình đã sòng bạc ăn được tiền bị người ta đánh thì đúng là xui xẻo rồi. Nếu mà không như vậy tại sao lần trước ăn 10 triệu bạc đều dùng về từ thiện hết? Nếu lần này còn dám lấy tiền xài nữa hả, chắc chắn là nằm đường đó. Tao không ra đường làm sao tao nằm ngoài đường được chứ. Như vậy là chú không tin tôi. Ừ, lần trước quyên tiền còn dư bao nhiêu đây nè. Cô Dương tin à? Có chuyện gì đó? Tụi mình còn mới chung một nhà, chuyện này có lợi cho cô nè. Tối nay khỏi đi hợp đêm nữa. Anh nuôi tôi hả? Đúng vậy. Tất cả số tiền này cho cô nè, chỉ cần cô ngủ chung chú ấy thôi. Chờ anh phát tài rồi à? Đâu phải, tôi thấy thèm cô đó. Đi đi, đừng có tổn phí thì giờ mà. Phải rồi, mau mau đi. Sao luyện quần lót là không xuống đây hoài vậy? Nhà không có đàn bà sao? Hè Tena, tụi mình là hai chú cháu cùng nhau đi tắm đi. Nè, anh đi đâu vậy? Mạng lớn, thiệt là mạng lớn quá. Nằm đường mà, bây giờ tin chưa? Chưa đâu, chưa tin đâu. Nằm đường mà, cái gì vậy? Nó nằm đường mà. Chú té tôi cũng té, nhưng mà sao giờ chú giấu người Ấn Độ cái gì? Mỗi người có vài chỗ đặc biệt yếu nhược. Tao thì chạm vào cái đầu trước, mày biểu tao làm sao đây? Biết làm sao đây, bây giờ chú bảnh vậy mà tôi đâu dám nói gì đâu. Chắc chú không mang đâu. Ê, tao có kế rồi. Chú ăn mì sao kỳ vậy? Kiểu này tên gì đây? Cái gì? Kiểu này là do tao sáng chế ra, mày không có được đâu. Nè tin nè, nghe tao nói đây, hai chú cháu mình ở tài ba như vậy, có lý gì mà chịu khổ ăn cực bì hoài. Nè, tuy rằng số tiền mà mày ăn được mình không thể lấy đi xài, nếu đã như vậy rồi thì mày học thuộc cờ bạc chính thức đi. Tới chừng học thành nghề rồi mày sẽ kiếm được rất nhiều vàng bạc, mỹ nữ, xe hơi, nhà lầu. Đến năm 97 bọn họ chạy hết thì chú sẽ trở thành đại tỷ phú rồi. Hay lắm hay lắm, tôi làm Trịnh Du Linh. Trịnh Du Đồng mới đúng á. Nhưng mà tôi học với ai đây? Thần bài hả? Đúng như vậy rồi. Học với thần bài. Nếu mày làm được học trò thần bài, chừng đó mày sẽ thắng là tất cả đối thủ của mày. Mày nuôi tao được rồi. Chú Đạt. Tôi đâu có nói nuôi chú. Mày không học hành sao? Có nghe nói tôn chú là cha tôn thiếu là mẹ không? Tôi chỉ nghe là thân cha thân mẹ, không bằng thân mau chủ tịch thôi. Nè ngoan đi, nếu mày làm được đồ đệ của thần bài thì mạng sự như ý mà. Chú nói thì dễ mà sao làm đây? Viết thơ nói với ổng là tôi ngưỡng mộ ổng kêu nhận làm đồ đệ hả? Bây giờ đâu còn viết thơ quê mùa như vậy nữa. Dĩ nhiên là phải quay video rồi. Vô cái gì? Video tức là thu hình. Thu người cũng vô ích thôi, tụi mình đâu biết thần bài ở đâu chứ. Đúng vậy. Nè tin, mày có thể ngó xuyên qua tường mà. Hay là mày dùng công lực xem xuyên tường, xem thần tài ở đâu bây giờ? Nhưng mà chắc chắn là thần bài không ở gần đâu, chắc là ở xa lắm. Trừ khi là phải dùng thiên nhãn thông nữa. Anh là ai vậy? Tôi là thằng tin. Mày làm gì vậy? Đừng có cho dây thần kinh cặp mắt bị căng thẳng. Mày làm tao giật mình tật hết hồn à. Bây giờ bắt đầu. Bắt đầu hả? Thế nào? Thấy được cái gì? Tôi thấy thần bài rồi. Thần bài? Bây giờ ở đâu? Ở mấy đang chơi bài. Bây giờ ở chỗ nào? Ê, làm gì? Làm gì vậy? Không có gì. Ngó cái gì? Có thần bài. Ông đang làm gì? Làm gì? Thần bài đang băng đôi giới có vòng. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Có người bắn súng, đạn bay vèo vèo, sau đó không thấy gì nữa. Đừng sợ, đừng sợ, mà dùng thiên nhãn thông xem lại coi. Ê, bộ chú tưởng tôi là thằng thánh hay sao? Lâu lâu mới xem được lần nữa. Vậy tính sao đây? Được rồi, tao nghe người ta nói đệ tử của thần tài sắp tới Hồng Kông rồi. Tụi mình quay một băng video rồi nhờ anh ta giao cho thằng bài được rồi. Như vậy được hả? Cứ bay thử đi. Bắt đầu nha. Kính thưa thần bài sư phụ của tôi, tên tôi là thằng Tinh. Cái lúc tôi 3 tuổi đã qua Macau. Khi 4 tuổi đã vô casino, 5 tuổi thì cờ bạc thành tinh, 6 tuổi đã học người ta ra ngoài kiếm ăn. Không ngờ đến 7 tuổi thì thua tán gia bại sản. Năm nay 27 tuổi vẫn chưa làm ra trò trống gì. Cho nên bây giờ muốn thần bài nhận tôi làm đầu đệ, để học biết một ngày phòng thân, để mà có thể. Mày kéo ra ngoài có ý nghĩa gì? Tôi muốn dọa thần bài cho tao biết là tôi quay đó mà. Mày dọa tao chưa được đâu, mặc lại đi.
Làm lại nha. Nè, hồi nãy mà nói lẩm bẩm gì không có được đâu. Ráng hết sức rồi. Mày ráng hết sức đi. Cho tôi cơ hội nữa đi. Không còn cơ hội đâu. Để tao làm thử cho mày coi. Được, mình đổi chỗ. Qua đây cầm máy đi. Ờ. Từ từ ngóc cái đầu máy lên, chụp vào cái đầu tao. Để mà coi. Biết rồi. Action. Ân bài sư phụ đại nhân, kính thưa ngài tiểu đệ là Ma Latin. Nè chú à, chú đang có thai hả? Đừng có giỡn mà, tập trung tinh thần đi. Tiểu đệ Ma Latin 27 tuổi rồi, không có nên thân gì hết. Rất may tâm địa của tôi là một người tốt. Xin cầu sư phụ nhận tôi làm đồ đệ cho tôi có một nghề phòng thân. Sau này song phai giang hồ giúp người yếu đuối, phục vụ xã hội, hy sinh vì nước nhà. Vì tự do yêu tự do muôn năm, tự do muôn năm, tự do muôn năm. Cut. Very good. Very good. Very good. Ok. 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 Có thể gửi bằng này. Gửi bằng video gì? Bây giờ mày bái sư là tao bái sư đây. Làm một lần giống tao đi. Ờ. Tôi nghĩ là không được đâu. Có lẽ là có cả ngàn băng video quay giống như vậy gửi cho thằng bài rồi đó. Thiệt hả? Tụi mình phải làm khác người ta, phải mạo hiểm lần đi. Mạo hiểm? Ừ. Hôm nay tôi tới phi lưu tân của tôi, đi ngang qua chợ, nghe thằng cha bán cá nói là có một anh bạn tên là thằng bài. Chính là ông đó. Lúc đó tôi giật nảy mình lên, té ra thật tức cười. Muốn nhìn thế gian này lại có người tự xưng là thần bài, tức là coi tôi không ra gì cả. Nè, tôi tên là Thánh Bài đây. Khi mong chơi phép phải đeo mắt kính, dệt tinh thể ẩn hình. Tôi không làm vậy được đâu, vì tôi ngó xuyên qua bài. Cái đó gọi là công năng đặc dị. Ở đây có một tấm ách, tôi chỉ cần chà nhẹ một cái lập tức sẽ biến thành tấm. Một tấm ếch nhằn nhèo là bởi vì tôi chưa phát công. Khi mà tôi phát công thì biến thành con chim sẻ cũng được. Ông nghĩ tôi nói chuyện bá láp đó hả? Tôi nói ông mới là bá láp đó. Ngó cái gì? Nếu mà ông không phục thì kiếm tôi đi, chúng mình cùng nghiên cứu với nhau. Dĩ nhiên nếu mà ông chịu bồi hổ với tôi 1 triệu mấy trăm ngàn á thì chúng ta khỏi nghiên cứu cũng được. Ngó cái gì chứ? Muốn học nghề không trả tiền hả? Ghi cái số điện thoại Hồng Kông tôi đi. 334-5678 334-5678. Đồ đi. Vắng mặt 1 năm, anh đã học hết kỹ thuật cờ bạc của thần bài. Lời đồ danh hiệu là đổ hiệp, anh giỏi thiệt. Cảm ơn. Lần này chúng ta về Hồng Kông thì tránh những sự rắc rối không cần thiết, nên cuộc hành trình đều do ông Thượng Sơn sắp đặt. Ồ, vậy thì tốt lắm. Không có ai biết được tôi là đổ hiệp. Sắp tới tôi sẽ mở một buổi họp báo chí, giới thiệu cho dư luận biết anh và kế hoạch của chúng ta. Phải rồi anh Trần, căn nhà này thoải mái chứ? Ấy, tôi muốn hỏi ông đó, tại sao lại mua được căn nhà này giỏi quá vậy? Nhà này hồi trước là của người Ấn Độ đó. Ông ta thường thả cho cắn tôi. Lúc đó tôi rất nghèo, tôi ở trong căn nhà cũ dưới căn nhà này nè. Mỗi đêm tôi đều nhìn lên căn nhà rộng lớn này, rồi tôi nói với người bạn gái của tôi, sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ đuổi hết bọn này xuống dưới kia để một mình tôi ở trên nhà này. Quả nhiên đã thực hiện được mộng đẹp. Ai mà biết cố gắng kiếm tiền á thì không có chuyện gì làm không được đâu. Căn nhà này hồi trước là của người Kuwait. Sau khi Iraq xâm chiếm Kuwait, anh ta bị phá sản, cho nên tôi mua được đó. Ồ. Alo. Được rồi, em qua đây đi. Nè, ai vậy? Long Cửu. Long Cửu là ai vậy? Tôi là Long Ngũ, nó là Long Cửu. Đón coi nó là ai. Kỳ lạ quá, nói chuyện rất khó hiểu. Không hiểu. Nè nè nè, có hộp đêm của Nhật Bản hay không hả? Dẫn tôi đi uống rượu nha. Sư phụ anh dặn. À, kêu tôi đừng dẫn anh vào chỗ ăn chơi như vậy, và không nên giới thiệu bạn gái cho anh, để anh khỏi bôi nhọ hai chữ thần bài. Tôi thử ông đó thôi, quả như là bạn thân của sư phụ tôi, không phá hoại chút nào đến danh dự của thằng bài. Tôi có chút việc phải về, anh có chuyện gì nói với thuộc hạ tôi được rồi. Dạ. Sayonara. Sayonara.
Alo, tôi muốn kiếm thằng Hoa. Đại ca đó hả? Phải rồi. Nè, nhà của tao sao hả? Dưới lầu cho tao mướn rồi, trên lầu thì để dành cho tôi ở. Ồ, nè, mày lập tức gọi bạn gái của tao tới đây. Bây giờ tao ở trong nhà của người Ấn Độ ở sườn núi, mau lên nha. Bạn gái của anh lấy chồng rồi. Lấy chồng rồi à? Tôi mới quen một bạn gái rất là xinh đẹp đó. Hôm nay cô rất là ngưỡng mộ anh. Để tôi điện thoại cho cổ nha. Xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng mà... Bye bye nha. Ê, đánh ra. Không được vô. Cái người là gì? Đánh ra. Anh chắc là sư huynh của tôi. Là Đỗ Hiệp chứ gì? Em là Đỗ Thanh. Có chuyện gì? Tôi nghĩ anh và sư phụ đã nhận được cái bằng video. Cái người có tài như tôi chịu làm đồ đệ của sư phụ của anh. Thì ngoài việc chúc mừng ra tôi không biết nói gì nữa ha. Chúc mừng nha. Chúc mừng. Hey. Yeah. Ngồi đây đi. Ừ. Không biết là sư phụ chuyện nào mới về tới hả? Anh thì là kỳ khôi quá. Cứ ngó đăm đăm người ta hoài, làm cho người ta bối rối. Tuy làm nay tôi mặc áo đẹp lắm. Phải rồi. Không có gì đâu. Ê, nè. Làm gì vậy? Làm để cho đối thủ đừng biết mình đang suy nghĩ cái gì. Chuyện gì tôi đang suy nghĩ gì? Mày suy nghĩ gì làm sao tao biết được? Mày muốn biết hỏi tới chuối đi. Chỗ này tuy là rộng lớn thiệt nhưng mà bố trí cũng khá chứ hả? Nhưng có một điều là không phải ai cũng có thể cầm được một tấm ách giống như vậy đâu. Bốn tấm ách à? Quý vị khán giả, nằm đứa thú đây. Giỏi thiệt. Nhưng mà các anh đã giỡn chơi lâu lắm rồi. Khoan đã, lần này tụi mình đều xuất sắc cả, không phân thắng bại. Tôi nghĩ là chúng ta nên chơi ván nữa đi. Nếu như tôi thắng anh thì lập tức dẫn tôi đi gặp sư phụ. Còn nếu mà tôi thua anh thì... Về sau đừng có tới làm phiền tôi nữa. Muốn chơi sao hả? Mỗi người lấy lá con người nào lớn đi. Ok. Anh là khách nhường anh trước. May mắn đi nữa chưa chắc thắng tôi đâu. Tức là khó mà không thắng được anh đó hả? Lá bài của anh ở đây nè. Như vậy mà cũng cho anh đổi được tấm bài à? Lợi hại thiệt. Như vậy cũng cho anh biết được tấm bài. Công năng đặc dị của anh cũng lợi hại thiệt. Nhưng chỉ là tả đạo bằng môn thôi. Hay da, quá khen. Nếu sư phụ thần bài mà nhận được tụi mình làm đồ đệ nhất định là vui mừng lắm. Vui mừng gặp hai đứa bay. Sư phụ không có ở Hồng Kông, xin chào nha. Hey, có chuyện gì đó? À không, hai người này chơi ảo thuật đó, đợi gặp sư phụ nằm dài ở đó không có chịu về. Nếu mà tôi không gặp được sư phụ tôi không về đâu. Đúng rồi, đánh chết tôi cũng về. Không khó đâu. Đuổi người ta về phải dùng phương pháp trực tiếp nhất. Gì cũng đắc ý sao? Còn dám tới nữa.
là... Khỏi cần giới thiệu, theo tôi. Nè, xin cô đừng có làm ồn nha. Cô rón rén đi lên lầu 2. Căn phòng ở chính giữa có một cái giường tròn. Cô muốn tắm rửa sạch sẽ thì cứ tắm rửa. Để tôi đi rót một ly rượu cho cô nha. Trong giới đàn bà, cô là người đấm đá giỏi nhất đó. Đủ đối phó những kẻ dâm tặc như anh. Chưa chắc là như vậy đâu, coi nè. Chuyện gì vậy? Anh ngủ. Đâu có gì? Ờ? Hả? Anh ngủ? E tôi tên là Cửu Long đó. Thanh tra cao cấp Bộ Chính trị Hồng Kông. Lần trước nữ hoàng tới nó làm cận vệ đó. Chỉ nhìn là biết liền à. Mặt mày của hai người đều dữ tợn. Ảnh là đệ tử thần bài. Tên là... Ê, nè nè. Tôi tên là Michael, nghe em tai ha. À, cô tên là Long Cửu hả? Có tên Mỹ không vậy? Kowloon. Kowloon. Kiểm điểm lại việc xảy ra lúc nãy chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Tôi không phải là loại người như cô tưởng tượng đâu. Tôi là loại người cao sang rộng rãi, thoát tục đó nha. Đại ca. Hả? Nè đại ca, cô nàng tới đây nè. Frantic. Nói xong rồi đó, tối nay cũng ngủ lại đây. Ngon lành lắm đó đại ca à. Anh là hạng người nào? Lại trở lại chỗ này. Mày không sợ nó dùng lựu đạn hả? Cho nên phải nhớ là đừng có dùng vũ lực nha. Lần này đến đây để mà tranh thủ nói chuyện tụi nó thôi. Nói chuyện? Tức là thanh toán nhau hả? Không có phải vậy đâu. Một lát nữa mình làm cho tụi nó hỗn loạn xà bằng lên. Ăn không được, ngủ không được. Cho tụi nó tự động ra nói chuyện với mình thôi. Phải rồi, đi. Đáng cười hay không hả? Hay hước rồi đại ca. Nè, có từng nghe chuyện Tiếu Lâm đó chưa hả? Không có. Tôi chưa nói mà. Từ xưa tới nay tôi không nghe chuyện Tiếu Lâm. Có cá tính. Nè, tôi rót rượu cho coi nha. Xin lỗi nha, xin lỗi. Excuse me. Sao cái ly biết đi vậy hả? Để tôi rót lại cho coi nha. Đâu phải, chắc cái bạn này nghiêng thôi. Hôm nay tất cả phải cẩn thận nha. Hai người tới ban sáng, chắc là có mục đích. Bọn họ không chịu phục đâu. Ê, nó nói hai đứa nào vậy? Là tụi mình đó. Ừ, nghe rõ rồi. Chắc là tụi nó đã chạy đi rồi. Sao biết mình nói gì chứ? Có phải là nghe thấy mình nói chuyện hay không vậy? Đúng vậy rồi. Nó là đệ tử của thằng bài. Hầu lúc lắc nó cũng nghe được mà. Tất nhiên nghe tiếng động rồi. Ờ. Ê nè. Hồi nãy tụi mày mặt đối mặt, mày ngó tao, tao ngó mày. Tại sao nó không thấy mày vậy? Bởi vì lúc đó tôi đang dùng một chiêu cao cường ở trong công năng đặc dị. Hả? Tức là thôi miên. Làm ảnh hưởng tới điện 3 trong đầu của nó. Cho nên nó không có ngó thấy gì hết á. Nè, còn nhiều lợi hại hơn nữa đó. Có nghĩa là khi tôi phát công, tôi có thể làm cho người ta nảy ra nhiều ảo giác. Hả? À, thiệt sao? Nè, mày làm thử coi. Hả? Chú là con chó cái. Chú là con chó cái. À. Chú là con chó cái. Nè đại ca, anh thì thay sư phụ cả năm rồi. Chắc là anh biết biến 3-8 bài phải không hả? Nè, bây giờ anh dạy tôi đi, để tôi ra ngoài kiếm ăn chút mà. Ba. Hơi, lại biến không có đường nữa rồi. Tao đã theo sư phụ cả năm rồi, chỉ học được ngày có 90% thôi. À, thì ra biến 83 này là cảnh giới tối cao đó. Bây giờ tao biến 10 lần, chỉ có một lần mới biến được thôi. Sư phụ nói tao là không có biết tập trung, cho nên không có thể biến theo ý muốn của mình. Khó gì sao? Phải đó. Yeah, chỉ biết những kỳ thủ khác cũng đã thắng nơi đây rồi. Nè, cho mượn chút xài chơi đi mà. Cho mày mượn hả? Tao còn nghèo hơn mày đó. Sư phụ đã chỉ dạy 95% số tiền đã ăn được phải làm việc từ thiện, chỉ có 5% là bỏ vô túi thôi. Wow, vậy 10 đồng mà lấy 5 cắt hả? Đúng vậy, cho nên mới bị nghèo. Cẩn thận nha. Hả? Hay da. Sao không xuống đây sớm chút chứ?
Hai. Có chuyện gì? À không có gì. Chuyện lúc sáng nay tôi cảm thấy rất là ái ngại ở trong lòng. À, tối mai có rảnh đi ăn cơm nha. Ngày mai tôi phải đi với tổng đốc phu nhân qua thăm viếng bên Đông Nam Á. Ồ, vậy thì đúng rồi. Vậy cô cần phải coi trọng đêm nay. Hử? Tôi đã có gì hôn phu rồi. Anh đi về đi. Cảm ơn. Không nên có cái cảm giác bị hắt hủi. Phải giữ gìn phong độ. Được, tôi cho mình nếm mùi ảo giác một lần. Bộ anh giận em thiệt đó hả? Đâu phải. Nếu không thì trở vô phòng đi. Là cô kêu tôi đó nha. Mau lên đi. Ok. Tặng cho cô nè. Em thích nhất là hoa tươi. Hé nở rất là tươi tốt. Cô thích thì được rồi. Bởi vậy chúng ta phải luyến tiếc đêm nay chứ. Đừng có làm như vậy. Đi tắm rửa trước đi. Vậy bây giờ em đi tắm nha. Em trở lại mau lắm. Được rồi, đi đi. Hay là lên giường cho em đi. Ok. Anh làm gì vậy? Hả? Anh ở đây làm gì vậy? Anh có biết là anh vô lộn phòng hay không hả? Hả? Anh có biết là anh đã nằm trên giường của người ta rồi hay không? Nếu mà anh thích nằm giường của người ta, tôi văng hết cả căn phòng này cho anh. Cái thế giới này sắp biến đổi rồi đó. Đừng có tưởng rằng mình là sát thủ có thể vô phòng của người ta nha. Ơi, là khách lại muốn làm chủ. Hả? Rõ ràng đã vô phòng của Long Cửu rồi mà. Không lấy gặp má. Anh ngon không thấy tôi. À! Anh ngon không thấy tôi. Anh ngon không thấy tôi. Làm gì tôi không có được. Làm gì tôi không có được. Anh ngó không thấy tôi. Anh làm gì tôi không có được. Anh ngó không thấy tôi. Ngó không thấy tôi. Ngó không thấy tôi. Ngó không thấy tôi đâu á. Ngó không thấy tôi. Ngó không thấy tôi. Ngó. Ý. Hai anh lập tức về ngay. Nếu mà để tôi bắt gặp hai anh nữa sẽ kêu cảnh sát bắt tụi anh đó. Chúng tôi tới đây để bái sư thôi. Sao đối đãi chúng tôi vậy chứ? Anh nói đủ chưa? Tôi phải nói. Thế nào tôi cũng phải nói chứ. Dù anh đánh chết tôi, dù anh móc mắt tôi đi, dù anh cắt cổ tôi, đấm vào ngực tôi, đâm tôi. Không được, không được đâu. Nếu như mình không nhận lời tôi thì cả đời cả kiếp này tôi quỳ ở đây. Tôi quỳ đi cho tới chết mà tôi không nhận lời đi. Các anh nằm giả đây à. Mặc kệ tôi nói đi, chúng ta đi vô nhà. Làm ơn đi mà nè. Làm ơn giúp tôi đi mà. Không là tụi tôi chết mà. Đi mất rồi. Tôi biết. Nè, quỳ ở đây tới sáng sao? Quỳ chứ. À, là đố kỵ với tôi thôi. Cho nên chúng ta phải biết nhẫn nại. Nếu như mình có lòng thành á, nhất định là sẽ cảm động người ta. Cha nuôi Saddam, chuyện khiếu nại đến khu bệnh viện thế nào rồi? Chưa xong. Ông Trần, xin lỗi nha. Chúng tôi đã tận hết sức lực rồi, nhưng vẫn bị bác bỏ. Khi tụi mày chưa vô đây, tao đã đoán ra rồi. Tội danh ngộ sát mà Cao Tiến hại tao đã thành lập bỏ tù 5 năm. Tao không cho nó được yên đâu. Thân bài Cao Tiến bây giờ rút đầu như con rùa, lén lút qua bên Nam Mỹ hưởng lạc ở đó. Muốn kiếm nó cũng rất khó. Nhưng nghe nói đồ đệ của nó là thằng Giao Nhỏ lại tá xúc giang hồ rồi. Nó còn có một biệt hiệu tên là Đỗ Hiệp. Trước tiên chúng ta phải trừ khử nó. Vậy mày muốn? Chẳng những tôi muốn thân bài danh liệt,
mà phải cho nó một nhát. Dùng tên của nó đi lừa gạt những tỷ phú ở Đông Nam Á. Cha nuôi. Nghỉ một lát cũng được chứ. Mệt thế mồ đây nè. Không có cần quỳ hoài như vậy đâu. Phải quỳ thôi. Đáng chút nữa đi. Không chừng tụi nó muốn thử thách nghị lực chúng ta đó. Vậy mày quỳ đi. Tao đi ăn sáng đây. Ăn xong tao mua gà chân đế cho mày ăn. Sau này không có nuôi chú đâu. Đừng mà. Cô Chừng. Có kiếm hồn đạn. Chạy vào đi, tôi yểm trợ cho anh. Còn chưa tới Tết mà sao lại đốt pháo sớm vậy chứ? Đâu có phải, hình như là tiếng súng đó. Tiếng súng giả thôi. Giả hả? Đâu phải vậy. Bắn lụng cánh cửa kìa. Hả? Sợ cái gì chứ? Chỉ là bể cửa thôi. Chú còn nguyên mà. Chú có hiểu tôi nói gì không? Làm gì vậy? Nè nè nè, rách áo của tao rồi, rách áo tao rồi. Dạ thôi mà, chú có đau không hả? Đau chứ. Như vậy chứng minh là họ đang thử thách chú đó. Sao họ không thử thách mày? Hả? Chú nói đúng, tụi mình chạy. Có súng không? Có sao? Chạy mau đi. Đóng cửa. Chụp nè. Chạy. Chích thuốc mê cho nó đi, để nó sống không chừng có lợi hơn. Dạ. Hãy trượt xuống mau lên, tôi dẫn các anh tới căn nhà của tôi ở hồi trước. Ở chỗ này nè. Cái tay chú sao rồi? Đau lắm. Đại ca, sao có nhiều người rượt giết anh vậy? Anh có cái thù sao? Chuyện gì mà dữ vậy? Tôi đâu có biết được. Hey, tôi đừng có nói nhiều nữa. Vô trong nhà đi. Ừ.
Nè, làm gì vậy? Tinh thần của anh đang rất là rối loạn. Sao anh biết? Ngón tay tôi chạm vào đầu của anh là biết anh suy nghĩ cái gì. Chạm vào miệng của anh là biết anh ăn cái gì. Chạm vào bàn tay của anh là biết anh sợ cái gì. Nếu như tôi chạm vào... Ê, điên à. Anh ta tin đó. Quà. Ê, nè, anh còn tới nhà tôi kiếm tôi đã làm gì nữa chứ? Tôi đã bị phá sản rồi, tôi ở dưới chân núi, anh kiếm tôi làm gì nữa hả? Anh ở chỗ này hả? Nhà này là nhà của tôi đó, đâu phải là nhà của anh. Đẹp ca. Ta 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 ta. Lúc nãy có người kiếm giết tao, để tôi gọi điện thoại đã. Điện thoại này là của tôi. Cho mượn không được sao? Tầng dưới có tao muốn rồi, tôi ở trên tầng trên đó. Ở trên cái điện thoại mà. Đừng mà, tôi không tin, là tôi không trả được chú. Nè, có tin tức của Long Vũ hay không? Cảm ơn nha, làm phiền các người. Cảm ơn. Kiếm được không? Được không? Đã kiếm khắp nơi không có thấy anh Ngũ. Hả? Cả ông Thượng Sơn cũng chết rồi. Chỉ có ông mới biết được địa chỉ của thằng bà. Chết rồi hả? Phải rồi. Tại sao nó lại theo dưới anh và Long Ngũ vậy? Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi có một cách tìm được Long Ngũ. Mà không biết anh tin không? Tao biết, tao biết. Mày dùng thiên nhãn Long. Sai rồi. Là thiên nhãn thông. Tôi thấy con quan mà. Có chiếc xe đang tiến tới. Đúng rồi, Long Ngũ trong cái xe đó. Có hai người lấy cái bao chụp vào đầu anh ta được khiêng đi. Tuy là anh Long Ngũ đã bị xỉu đi, nhưng mà vẫn giữ được phong độ lịch thiệp lắm. Ấy da, thằng nào đánh đập? Là tôi, cái bao đó tên gì? Là Mộng. Là chỗ này. Ở đây rồi, vô đi. Vô đi. Sư huynh à, khoan. Gì? Bộ mặt của anh vàng hết rồi, biết không gì? Đâu có đâu. Không phải tôi nói cái mặt của anh vàng đâu, mà cái mặt của anh bây giờ dễ bị người ta nhận ra. Vô đó là bức dây động rừng đó. Đúng rồi. Hay là chúng tôi dùng đó trước nha. Nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ la lớn lên. Được. Anh ở đây chờ. Biết rồi. Uống gì vậy? Anh có gì? Ở đây cái gì cũng có. Ngủ gia bị 24 vị sữa bích tai trộn vào, sau đó cho một cái trứng rùa khuấy đều lên và nhỏ thêm một vài giọt mực nữa, có không vậy hả? Có. Ở đây mỗi người ly, tôi đẩy. Dạ. Hey, hả? Cho tôi ly cơm nhắc được rồi. Dạ được, ok. Anh cũng sao chứ? Ý Mộng. Ý Mộng, cô đi đâu vậy hả? Cô biết là tôi kiếm cô cực khổ lắm không vậy? Tôi không phải là Ý Mộng, anh nhìn lầm người rồi. Cô đừng có nói chơi vậy, cô phải là Ý Mộng vậy, cô lại đi. Tôi tên là Mộng La. Và cái bi-bo này là của tôi đó. Cô thiệt phải là Ý Mộng hả? Cô không phải Ý Mộng thiệt hả? Tôi tưởng rằng chỉ có những người trai trẻ không có kinh nghiệm, họ mới dùng phương pháp cổ lỗ như vậy để làm quen với con gái. Thì không ngờ đàn ông lão thành như ông mà cũng còn dùng cách này để làm quen với con gái nữa chứ. Đâu phải, tôi đâu có như vậy. Chú lão thành hả? Tao lão thành. Mời ngồi, mời ngồi. Xin lỗi nha, có thế nào cho tôi coi dưới nách của được không? Bấy lâu nay tôi cảm thấy khi người đàn ông có râu và có cái bụng phệ lớn hơn khoảng 40 tuổi mới là người có mùi đàn ông. Không có giống như những chàng trai thanh niên mặc áo sơ mi màu mè sặc sỡ, lại còn đeo đồng hồ có hình nữa, không có chút mùi vị đàn ông gì hết. Đúng như vậy rồi, đúng vậy. Nè, anh thích uống cái gì đó, để tôi đãi anh uống. Tôi muốn Nè, tôi uống.
Anh hãy kêu dùm tôi 2 ly tequila đi. Làm ơn. Đi mau đi. Ông à, ông muốn uống cái gì vậy? 2 ly tequila. Dạ. Tuyệt thế đại dâm tặc. Tôi cũng thích nghe ca nhạc. À, phải rồi, phải rồi. Cô Mộng La nói là không được khỏe ở trong mình. Để ta đưa cô đi về trước nha. Mày ở lại đi, mày muốn làm gì thì mày làm ha. Mày làm gì vậy? Muốn giật nghệ tôi. Người ta nói không phải là Mộng, là Mộng La đó mà. Có cái chữ Mộng là không có nên giật đâu. Ờ, Mộng gì là của mày hết sao? Vậy còn tao chỉ nằm mơ là sao hả? Năm nay tao đã 40 mấy tuổi rồi. Mày phải biết là kính lão đắc thọ chứ. Nè, mày tránh ra đi. Tụi mình đi ha. Cẩn thận nha. Hey. À, lên xe đi. Bye bye. Giờ đây chỉ còn một mình đứng đây. Lòng tôi cảm thấy trống vắng tiếc nuối xót xa. Tan nát trong lòng. Đồ mắt dịch. Anh kêu tôi hả? Phải, chào anh. Làm cái gì đó? Tối hôm qua là không có chịu ngủ. Bây giờ mới sáng thôi đã la ôm sùm rồi. Có chuyện gì chứ? Đâu xảy ra chuyện gì? Tôi muốn nói ra đâu. Nhưng mà bây giờ không có cách nào nữa. Tôi đã cùng đường rồi. Tôi không thể nào không nói cho anh nghe được. Hồi hôm chú Ba giật con đào của tôi, giật bạn gái của tôi. Ông ấy háo sắc từ trong bụng mẹ lần mà, vô lương tâm, không phải là người. Anh đang nói gì vậy? Anh lừa gạt tôi đó. Anh nói là đi tìm tin tức của Long Ngũ. Rốt cuộc anh lại đi ghen tương với người ta. Sau này đừng có nói chuyện với tôi nữa, nói cho anh biết. Anh nghe tôi nói nè, nghe tôi nói đi. Nè, anh nghe tôi nói đi mà. Lần này rất là quan trọng đối với tôi, là mối tình đầu của tôi mà. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa hôn được lên má của con gái đó. Tôi nói cho anh biết nha, ở đây là. Anh đừng có nói tào lao với tôi nữa. Tôi nghĩ trong vòng nửa tiếng đồng hồ anh không nói chuyện chắc anh chết quá à. Anh nói sai rồi, tôi không có chết được đâu. Nếu trong nửa giờ đồng hồ anh không có nói chuyện, anh muốn gì cũng được hết. Được rồi là anh nói nha. Tôi cái anh lần này, nếu trong nửa giờ mà tôi không nói chuyện á thì anh dẫn tôi gặp sư phụ nha. Được. Được. Ê. Hey, dạ, té ra là hai bậc thanh hư rồi. Hèn chi ta không bước lên. Muốn chơi tôi không có được đâu. Mỏi tay chưa hả? Cần gì thì lên tiếng nha. Làm gì đó? Không cần à? Không nói thì mặc kệ anh. Chỉ nguyện một đời yêu một người. La 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 la. Tránh ra. À, yêu một người. Tên à, tên à. À, cái thằng đi đâu rồi? Tên ơi. Anh Ấn à, làm gì đó? Thằng sao giết chó à? Tên, tên ơi. Hay dạo nhỏ có thấy từng tên không? Coi chừng đó nha. Hey, mày không sao chứ? Hey, mày nói tục hả? Tao có làm gì đâu, tao sao mày nói tục? Chú nói đi. Tối qua chú đi đâu hả? Đi nhà Mộng La.
đi lại nhà của Mộng La làm cái gì? Tôi ăn bánh trứng gà. Chỉ là ăn bánh hột gà thôi hả? Còn nữa. Còn cái gì nữa? Hả? Uống trà sữa. Chỉ là vậy à? Thì vậy thôi. Mày mát rồi sao? Tao đâu nói Mộng La không phải là ý Mộng. Đã nói là có chữ Mộng là không có được mà. Sao không được? Hai chú cháu không được sao? Tao muốn thương lượng với mày, mày sang phân nửa công năng này về cho tao, được không? Sang phân nửa cho chú. Chú ăn nhiều quá loạn ốc rồi hả? Công năng đặc dị có 3 điều cấm kỵ. Thứ nhất là không được dùng để kiếm tiền mua vui. Thứ hai là không được gian dâm phụ nữ. Đàn ông thì sao? Đàn ông thì được. Tao không thèm. Thứ ba, chưa tản công không được nói tục tiểu. Nếu mà phạm cấm kỵ, công lực tiêu tan. Bởi vì công lực của chú là do tôi truyền dạy. Nếu như mà chú phá giới thì kể cả tôi cũng bị tiêu tan công lực. Mày đừng có lo. Tao trổ tài xong về đây tao trả lại công lực cho mày. Khoan đã. Cái gì? Tại vì chú mới vừa có công năng đặc dị, cho nên phải làm một cái gì thí nghiệm mới được. Tuy rằng là công năng đặc dị không phải là ai cũng đều có được, nhưng mà chú phải nhớ là dù là chú có được cũng đừng làm phách kiêu căng. Tao không có đâu. Tiếng nói của chú kiêu căng lắm. Không. Ê mau đi, đạp đi. Chú bị. Sao hả? Tại sao không được vậy? Cô nói là không được nữa, gạch bể hết rồi kìa. Nhưng mà tao chảy máu nè. Thì phải rồi, tôi đập mạnh vậy mà đầu ai lại không chảy máu chứ phải không hả? Cũng phải. Sao mày nói làm thí nghiệm? Thì phải rồi, tôi muốn thí nghiệm coi gạch này ưng cứng hay không mà, cho nên mượn cái đầu của chú để đập gạch thôi. Thiệt ra thì cái chuyện này đâu có dính dáng tới cái đầu của chú đâu. Chú đi cô gái đi. Mày mà không dính dấp tới cái đầu tao, bằng không đập vào cái đầu tao chết rồi. Làm gì phải đập vào đầu của chú? Hai. Anh Đạt à, anh đó hả? Vô đi ngồi chơi. Cảm ơn. Ăn đi. Tự nhiên. Tại sao có nhiều người ở nhà con bán hộp gà vậy? Thì bọn họ là khách khứa trong ba của tôi đó. Thường thường họ tới đây để tán tôi thiệt là phiền lắm. Bọn họ chỉ có ý vào có nhiều tiền. Đuổi họ đi ông đâu có chịu. Để tôi đuổi giùm cô. Không được. Nếu như đuổi bọn họ đi thì tôi hết làm ăn gì rồi? Đúng như vậy. À phải đó. Hôm qua anh có cho tôi biết là anh có công năng đặc dị gì mà. Phải rồi. Vậy đề nghị anh hãy cờ bạc với bọn họ, ăn hết tiền của họ đi, để cho bọn họ đừng có làm phách nữa. Vậy hả? Nhưng mà số tiền ăn được đâu có thể đem xài. Mình không xài là được rồi. Ok. Tin à, Tin, qua đây. Gì vậy? Xem nè. Học trò của thần bài sáng lập thuyền cờ bạc từ thiện tên là thần bài, ngày mai sẽ họp báo chí. Chắc là cái thằng giả mạo lần trước rồi. Sao lại làm vậy chứ? Tôi nghĩ nó muốn lợi dụng cái tên của sư phụ và tôi đi gạt những người giàu có, tưởng là làm việc từ thiện, rồi nó sẽ dùng cách gian lận để mà gạt hết tiền của người ta. Như vậy cũng được sao? Nè, nhân dịp tụi đang họp báo, tụi mình lên dẹp mặt tụi nó đi. Không được đâu. Thân thế của tụi mình như vậy lên trên thuyền, không có ai tin tôi là Đỗ Hiệp, anh là Đỗ Thánh. Nếu đến lúc đó cần thiết phải cờ bạc, tụi mình cần có tiền vốn, phải đi kiếm tiền mới được. Đi đâu kiếm? Tôi có một người bạn mới sòng chữa, nhưng cần anh tiếp tay. Nè, mày đứng chờ ở đây nha. Khi mà nghe tao la, lập tức đi bắt cảnh sát. Được rồi đại ca, không phải Michael. Anh Chính. Anh Chính. Ê, dao nhỏ, sao giấu mặt lâu vậy? Trốn nợ hả? Đâu phải, tôi về Đại Lục để làm thương mại thôi. Ê, đồ khốn nạn, mày đuôi sao không thấy tao hả? Nó là em họ của tôi đó. Nhà đại xí nghiệp rất là nhiều tiền. Tụi mình chia hai bằng nhau, gạt lấy tiền của nó nha. Ê, lần trước là anh họ, bây giờ là em họ. Lần trước sẽ chút xù hết anh họ của mày rồi. Đâu phải, anh coi bộ tướng của nó kìa, còn ngu hơn là anh họ của tôi nữa. Anh bạn, hỏi gì vậy? Áo tôi Hồ Quỳnh. Tôi hỏi anh mà. Anh họ tôi là Michael. Tôi hỏi anh đó. Michael Jackson. Ê, em họ của mày thật cẩn thận đó. Phải rồi. Chơi baccarat hay là chơi bài cẩu trước? Để coi. Sao trùm cái mền lên bàn vậy? Bộ sợ bàn lạnh hả? Thắc mắc chưa nhiều. Vậy cũng được sao? Anh chơi cái gì đi? Tôi muốn đánh phé. Hey. Wow. Có coi đẹp trai dữ chứ. Anh đoán coi có phải họ cùng cho một người mẹ sinh không hả? Cũng hơi giống. Nè, mỗi người lấy ra 500 ngàn, tôi chia bài. Hai phé.
không phải đánh. 48. Cảm ơn. Cảm ơn, hôm sau tới chơi nữa nha. Wow, anh giỏi thiệt đó. Ăn nhiều tiền như vậy, tôi có phần hay không đó? Có, lấy xài đi, lấy xài đi. Anh Đạt à, anh có sao hay không? Làm gì vậy? Xả láng đi. Tôi đã thề rồi, không có cho ai trước mặt tôi nói cái tiếng xả láng đâu. Ê, chạy xong chưa? Chạy tới chạy lui cũng vậy thôi. Tôi theo anh. Khoan đã. Cho tôi coi trước đi. Sao anh mồ hôi nhiều quá vậy? Tôi biết, lau cho tôi đi. Cảm ơn nha. Đại ca là báo quan sát. Chuyện gì? Không có gì. Đột nhiên tôi không được ổn. Anh là đồ đại thường bài mà, biến tấm bài ra đi. Cái chiêu này tôi không có chắc ăn được. Ừ. Nhưng mà tôi còn một chiêu lợi hại ghê lắm. Nè. Xem cho kỹ nha. Để anh coi lại cái. Được, tôi theo. Theo gì theo chứ, anh lớn tôi sao? Anh giỏi đó. Vậy tôi không theo. Phải rồi, tất cả đầu hàng tôi phân nửa đi, có chịu hay không hả? Hả, phân nửa? Cái gì, chưa có bài chịu thua phân nửa. Cái gì, kỳ đại vậy? Không có được đâu, ai đầu hàng thua phân nửa. Chơi trển đâu có lệ vậy? Ở trển chơi như vậy sao? Ê, anh điên rồi hả, ở trển là ở trển. Ở đây là Hồng Kông, tôi ở Hồng Kông á, chịu thua là phải thua phân nửa. Hả, phải không? Phải. Phần nửa của mày nè, con này của tao. Cho mày chút đỉnh nha. Ê, của tao. À, cho mày chút đỉnh nha. Sao vậy? Nè, ngồi chơi nha, tôi có chuyện gấp đó nha. Tôi đi với anh. Đâu vậy? Ê, nè. Ăn là muốn chạy hả? Chơi một ván nữa đi. Phải rồi, chơi một ván nữa. Chỉ là ván nữa thôi nha. Hôm nay cũng hên lắm ha. Sao đây? Anh quyết định đi. Biết rồi. Tôi muốn mất thời giờ nữa. Xả láng. Tôi theo. Tốt lắm. Tôi theo. Tôi cũng theo. Giỏi thiệt, giỏi thiệt. Nên tiếp tục chia bài đi. Được, khá lắm. Bản sắc của anh hùng càng đảm lắm ha. Ê. Chia bài nữa đi hả? Chị bài đi chứ, chà tới chơi lú hoài à, thiệt là phiền phức. Dùng lại cái chiêu hồi nãy đi. À, để tôi coi kỹ rồi hãy nói nha. Ở đây có điều lệ đầu hàng thua phần nửa. Sao kỳ lạ quá vậy? Phải đó, phải vậy không? À phải rồi, ở đây như vậy đó. Ai đầu hàng thì chịu thua phần nửa. Tôi đầu hàng, tôi thua phần nửa ha. Phải không? Đầu hàng đây đâu? Lại đầu hàng nữa. Lần này tao quyết không đầu hàng.
Không lẽ dáng nào cũng lớn hết sao? 100 mấy ngàn đó thôi, thằng này chơi nổi mà. Lật bài ra, mau lật bài ra đi. Chú Hai à? Cái gì? Chú đẹp trai như vậy, đừng có làm hại người khác mà. Thua phần nữa thì được rồi. Ao thích vậy, làm gì tao? Anh bạn bộ điên rồi à? Đúng rồi, tao tên là thằng Tiêu Điên đi. Các bạn lật bài xem coi. Cảnh sát! Đứng yên nha, đứng yên. Chuyện gì đó ông sếp? Tôi hoài nghi các anh đã đi cờ bạc. Cờ bạc? Chỉ là đánh mặt trượt thôi. Mấy chục người mà chơi một sòng mặt trượt à? Nè, anh làm gì đó? Sếp à, tôi lạnh quá sếp à, sốt rét rồi. Ông sếp à, bộ bài không đủ số. Có tiền không? Không. Next time you play mahjong very quietly. Let's go. Hey, thằng kia, dáng này tao 3 tấm rồi. Tấm tẩy của tụi mày đã mất rồi. Bây giờ chỉ thấy có 1 phẩy ếch mà thôi. Coi nè, coi đi. Con ếch đó là 3 tấm ếch đó. Ê, anh làm gì đó? Tôi cảm thấy là công năng đặc biệt của tôi tự nhiên tan nát hết. Tại sao lại như vậy? Chắc là chú Ba phá giới cho nên mới liên lụy tới tôi. Chết rồi, ngày mai phải tham gia buổi họp ký giả nữa. Nếu như phải cờ bạc, tôi đâu có giúp anh được. Không sao đâu, tôi không thành vấn đề. Tại sao đột nhiên là chúng mặt như vậy? Đâu phải, bởi vì công năng đặc dị của tôi có khi... Tại vì anh ta đã mất hết công năng đặc dị. Ê, các chú muốn làm gì? Tôi đã mời được cao thủ có công năng đặc dị ở đại lục tới đây đối phó với Đỗ Thanh. Anh cho tôi biết nếu anh phạm giới dùng số tiền để ăn bài thì công năng đặc dị sẽ tự động biến mất. Hai chú cháu anh đã bị chúng tôi gài bẫy rồi. Cái bọn khốn nạn tụi bay! Anh Saddam, anh đừng có giết người chỗ này nữa nha. Tôi rất thương cô, tôi không hại cô đâu. Hạt bao, bắt nó về. Những chuyện mà anh giao để cho tôi làm tôi đã hoàn thành tất cả rồi. Trả tấm giấy nợ lại cho tôi. Dễ vậy sao? Cả vốn lẫn lời còn thiếu tôi hơn 2 triệu. Cô đừng tưởng hình dáng cô giống ý mộng thì đáng giá 2 triệu bạc đó. Vậy là anh không có giữ lời hứa? Có chứ. Nhưng mà tôi muốn lấy lại chút ít tiền lời. Pha nước cho tôi đi tắm. Anh lại lập tức đi về ngay. Cô đừng có làm bộ nha. Tôi muốn lấy cô gái nào không bao giờ không được. Đồ hèn, gái nào mà không phục tùng tao thì tao không có hứng thú. Lúc nãy cô đánh tôi, trừ tiền công cô làm việc cho tôi, còn 2 triệu bạc đó trong một tuần phải trả. Trừ khi cô lên thuyền cờ bạc ngủ với tôi 3 đêm. Suy nghĩ đi. Rất cảm ơn sự giới lâm của các bạn trong giới báo chí. Sư phụ tôi thần bài cao tiến chỉ dạy tôi thiết lập con thuyền này, mục đích là cứu trợ sự bằng cùng trên thế giới. Nhưng vì không muốn xúc phạm đến pháp luật của Hồng Kông, chúng tôi định trước khi khởi hành sẽ đi vào công hải, để cho mấy trăm vị quý tân mà chúng tôi thành thật mời đến được trải qua một ngày thật vui vẻ rồi sẽ trở về Hồng Kông. Cùng với tất cả những lợi ích mà con thuyền này nhận được sẽ được quyên vào các công việc từ thiện. Bây giờ tôi xin dán màn hình tượng của thần bài. Người đứng trước mặt các vị không phải là đội hiệp. Tôi đây mới chính thức là đội hiệp. Anh bạn, xin đừng có phá đám.
vì sự nhẫn nhục của tôi có hạn định. Anh nói anh là đệ tử của thằng Bài. Ok. Nhưng vậy anh có biết Đỗ Thần ở chỗ nào hay không? Anh có thể liên lạc với ông ta hay không? Thần Bài đang trên đường cho du thế giới. Mấy hôm nay với ông ta không được đâu. Anh nói láo. Thần Bài bây giờ đang ở Ba Tây. Tôi có thể đứng trước mặt đám đông, trực tiếp liên lạc với thằng Bài. Tới chừng đó tôi sẽ biết ai thiệt ai giả. Được. Nếu thiệt giả đâu có sợ nữa. Lập tức đối điện thoại quốc tế trước tượng thần Bài. Thuận lợi như vậy coi chừng là nó có mùi gì đó. Nếu muốn biết ai thiệt hay giả, tốt nhất là chơi một canh bài đi. Xin mời. Anh uống gì? Ê, khỏi cần mất thời giờ nữa. Chúng ta bắt đầu đi. Được. Vì tính bắt đầu phân tách tuần tự. Dạ. Vì tính phân tích 33% là nam, 34% là bảy, 15% là già, 18% là mồi. Căn cứ chưa đủ, tạm thời chưa phân tích được đó là tấm bài gì. 100,000. Được, tôi theo. Chích một mũi thuốc mê cho nó đi. Di tính phân tích 65% là bảy, 35% là bồi, 0.7 thì là bồi. Bài anh độc thiệt. Tôi nói một đồng. Vì anh đã nói bài tôi rất độc. Tố xà lan. Chắc ăn vậy sao? Sợ tôi hả? Dán bài này tính bài tính ra tiền, anh cũng là sẵn. Vậy tôi có hai phé, không đi theo anh đâu. Nhưng tấm tôi rất là ngoan cố. Tôi theo. Lật ra có hai phép của tôi. Xong lật bài đi. Anh muốn thấu cấy hả? Hình như là nó ngó thấy bài của anh. Tôi biết. Vì vậy tôi mới là đồ đệ của thằng Bài. Còn hai anh đúng là bị bọn. Anh nói cái gì? Tin nè. Không thể gì. Nó không thể đoán được đâu. Ở đây chắc chắn là có máy giám sát rất tinh vi. Điện thoại đã chuẩn bị xong chưa? Tôi biết anh không chịu thua đâu. Để coi anh gọi điện thoại như thế nào. Alo. 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 Nè. Nè. Có phải cho nhỏ không? Alo.
Sao? Ở đâu vậy, có người nói chuyện chưa? Không có người nghe. Không có người nghe? Hôm qua tôi điện thoại cho anh nuôi tôi là gốc ba chốt, cũng không có người nghe. Bây giờ sự thật đã chứng minh rồi. Đó, chơi bài anh cũng thua, gọi điện thoại cũng không có người nghe. Hai anh mới là kẻ bị bột vô liêm sỉ. Lập tức đi về đi. Nhưng mà ngày mai mới chính thức ra khơi, các anh muốn lên chơi vài bàn thì cũng không sao đâu. Con người tôi rất trọng lượng và không hẹp hòi đâu. Đi về. Sư huynh à, mưa lớn vậy rồi, mình vô nhà đi. Sư huynh, mặc kệ tôi, ngồi ở chỗ này dầm mưa cũng tốt lắm mà. Để cho tôi được tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ tại sao hôm qua lại trúng kế nó. Chuyện này đâu có phải tại anh chứ. Chẳng qua là anh thắng không nổi như mấy móc điện tử thôi. Bây giờ tính sao? Biết tính làm sao chứ. Tiền đã thua hết rồi, sư phụ của tụi mình lại kiếm không có được. Ngài mang người ta sang một số tiền kết xù, còn tôi thì ngồi nhìn nó bôi nhỏ cái tên tuổi của thần bại. Chơi nữa chưa chắc thua đâu, ngày mai mình chơi nó thêm ván nữa đi. Tụi mình không có biết xấu hổ hay sao hả? Ngày mai còn lết đầu tư đó cho nó nhục mạ một lần nữa hay sao? Bây giờ toàn thế giới tự nhận rằng nó là đổ hiệp, nó mới chính là đệ tử của thần bại, không phải là tôi đâu, anh có biết hay không hả? Đỗ hiệp, đỗ hiệp, đỗ hiệp chẳng qua là cái tên thôi mà. Tôn là Đỗ Thánh đây, đâu có gì đâu chứ, cũng là cùng ngồi danh ở đây vậy. Nếu như mình thằng dao nhỏ anh không gọi là đỗ hiệp thì anh không biết cờ bạc hay sao? Tôi biết, biết cờ bạc, nhưng mà sòng cờ bạc của nó đều có cơ quan hết. Nếu mà anh có công năng đặc dị thì anh có thể giúp tôi, nhưng bây giờ anh không có gì hết mà. Tụi nó lời hay thiệt, nhưng mà mình phải tìm cách chứ. Tôi không tin là đó là thua máy điện tử đâu. Phải, có thể là thắng được máy điện tử, chúng ta còn biết suy nghĩ nữa. Nhưng mà chúng ta đã hết tiền rồi, anh có vốn hay không hả? Tôi có. Bao nhiêu? Đồng 25 sen. Vậy được rồi, bây giờ tôi bái sư không thành, chú ba lại ở trong tay tụi nó. Bây giờ tôi phải làm sao đây chứ? Tôi cũng không biết làm sao đây nữa. Lông ngủ cũng lọt vào trong tay của tụi nó. Tôi lại không có thể qua ba tay kiếm lại sư phụ. Anh nghĩ coi tôi phải làm sao đây hả? Anh dạy tôi đi. Hai anh có phải là đứng Nam Nhi không? Anh nói cái gì? Bây giờ dân cô quét chúng tôi đã mất cả nước cả nhà rồi, chúng tôi còn chưa sợ. Anh coi nhau cái gì đây? Ngày mai tôi sẽ trở về bên cô quét để quyết sinh tử với thằng Sa Đao. Còn các anh kìa, ngồi ủ rũ như vậy, hèn nhát. Dân tộc của các anh thật là vô dụng. Đúng vậy, anh ta nói rất đúng. Có nhiều việc người ta phải quyết định đi làm mới được. Bây giờ chúng ta không còn gì hết, sao gì tụi nó chứ? Được, quyết định đấu tranh với nó, mình lấy dao nhỏ cưa cây lớn. Sư huynh, mình lên đường. Xin lỗi nha. Là cô hả? Sư huynh, sư huynh à, dao nhỏ đâu? Hồi nãy anh đánh tôi một cái, bây giờ không thấy đâu nữa. Có lá thư kìa, có lẽ là anh gửi cho anh. Anh tin, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi quyết định dùng lại thân phận của Trần Dao Nhỏ lên trên thuyền quyết sanh tử một lần với Sa Đà. Anh đã mất hết công năng đặc dị rồi, đừng có theo tôi. Bởi vì chúng nó thật nguy hiểm. Rất vui mừng được quen biết một người bạn như anh. Nếu mà tôi còn sống trở lại, tôi sẽ cùng anh uống một ly rượu. Bảo trọng.
Giờ nhỏ nói cái gì? Một mình anh lên thuyền rồi. Sao cô tới đây vậy? Tôi ở tầng giao bà nhận được tin của hình cảnh quốc tế. Họ nói là bọn bị bợm đều tụ họp ở chỗ này. Tôi biết là tụi nó sẽ đối phó với Đỗ Hiệp. Về tới nhà, Giao nhỏ và anh tôi đều mất tích. Tôi kiếm đã 2 ngày rồi mới kiếm được anh. Anh của tôi ở đâu? Chú ba của tôi và anh cô bị bắt lên thuyền hết rồi. Vậy mình lập tức đi. Thưa ông, ở đây mà không bị chỉnh tề không được vô. Thế nào mới là chỉnh tề hả? Ít nhất phải thắt cà vạt. Tôi có đây nè. Xin quan kinh Trần Giao nhỏ. Quan kinh. Nè, hôm qua đã thu sạch bách, hôm nay lại lướt tới đây nữa. Thiệt là phục anh. Không, tới đây chơi cho vui thôi mà. Được. Lát nữa cuộc chơi phé từ thiện, tôi sẽ đích thân xuống chơi. Nhưng mà vốn phải ít nhất là 3 triệu bạc để kìm. Hơn 20 triệu đồng đó ha. Ôi, phải rồi. Nếu như anh có vốn như vậy á, tôi nhận liệu quan ngân anh. Tôi không có. Vậy thì không thể giúp được anh. Anh được mà. Nè, như vậy đi. Cho mượn một cái chip 10 đồng đi. 10 đồng? Ừ. 10 đồng mà muốn ăn 20 mấy triệu, anh nói giỡn hả? Thiệt à. Vậy anh cho mượn hay không hả? Cho mượn. Tôi rất thích giúp đỡ người ta. Cho anh mượn 20. Ồ, xin lỗi nha. Cái lưng tôi hơi đau, cúi xuống không được đâu. Cảm ơn nha. Cần kêu đại quân không? Không cần. Để nó chơi một lát đã. Cảm ơn nha. Tài. Đặt xong rút tay ra. Khui đây. Anh giỏi thiệt. 1 trúng 50 anh cũng mua trúng đó. Chỉ là may mắn thôi, của tôi đó. Nói thiệt. Màu xanh cũng có hên với tôi đó. Cho anh. Chơi thứ khác đi. Sao nhiều người đặt player quá vậy? Được. Đặt băng cờ. Chơi đấu lập coi. Vậy cũng có bài xem hả? Được. Đặt thêm 1.400. Để coi coi. Để xem coi sao. Dự tính phân tích 55% là 2, 38% là đầm, 7% là 9. Xem bài đi. Anh coi đi. Player thiệt là lợi hại ha. Đã 9 điểm rồi. Nhưng mà không sao đâu, tôi cũng vậy. Cái và con được 9 điểm. Quê. Đấy. Rất ít khi người ta được hơn lắm. Thế nào cũng quen một lần nữa mà. Để chỗ thay cho tôi. Coi thử để.
Di tính phân tích 78% là ít, 20% là 4, 2% là 10. Một là nó 9, hay là 2, hay là 8. Cho nó số 6, cho nó ăn cái 100 đồng. Dạ, mở 6 điểm cho nó. 6 điểm. Xin lỗi nha. Hai con 8 cũng là 6 điểm. Sao lại như vậy? Tôi có một thói quen, là khi mà xem bài tôi rất thích để tâm trí răng ở trên lá bài. Kế đó tôi muốn con gì thì sẽ ra con đó. Những người ở bên cạnh còn tưởng là tấm mắt nữa. Chà, không có chơi nữa đâu, đã hơn 100.000 đồng rồi. 100 đồng ở chỗ đó cho anh đó nha, ok. Cái thằng khốn nạn. Đoán thử coi dao nhỏ ở chỗ nào. Gì hỏi, nó sòng bạc đó. Lập tức đi kiếm ảnh. Bây giờ mà kể năng hay là thua, cô giúp không được đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là kiếm chú ba của tôi và anh cô trước đi. Vậy mình chia nhau đi kiếm. Chỗ này có người canh gác, chắc chắn là nơi giam giữ chú ba về làm ngủ. Anh Trinh. Mộng La. Cô là Mộng La hay là Ý Mộng? Tôi là Mộng La. Tại vì anh Saddam biết là anh rất thương mê của Ý Mộng, nên đã bắt tôi phải giả làm Ý Mộng, dục anh và chú ba dùng một phương pháp đặc biệt làm cho công năng vật dị của anh tan mất. Thì ra là cô. Xin lỗi nha, tại vì Saddam ép tôi làm như vậy thôi. Như vậy sau khi bắt được chú ba của tôi, cô treo ông lên để mà đánh đập, đút hết gần tay gần chân của ông, sau đó là rút ông tài ra, lấy muối sát vào vết thương và lấy axit rửa mặt không vậy? Không có như vậy đâu. Sao cô lại nói không có như vậy? Ông làm công lực của tôi tiêu tan hết, sao họ bắt ông không đánh ông vậy hả? Cô làm gì kỳ vậy chứ? Ông ta là người rất tốt, tệ nhất là anh chàng Saddam đó thôi. Nó là con nuôi của Đỗ Ma Trần Kim Thành, lần này tới đây đối phó với anh và Đỗ Hiệp để trả thù cho cha nuôi của nó đó mà. Tại sao cô lại giúp tụi nó? Tại tôi thiếu tiền của nó. Ê, thiếu tiền người ta thôi sao không nói với tôi chứ? Tôi thiếu nó hơn 2 triệu bạc luôn mà. Như vậy thì có thể nói vào nhỏ mà. Sau đó thì nó lại muốn. Nó muốn sao? Hả? Tôi ngại không thể nói ra được. Cái gì? Tôi lập tức cắt đứt gân tay người chân của nó. Tiếp từ đó tôi lấy đường mật chát lên chiếc thương của nó, bỏ nguyên ổ kiến lửa xuống, cho kiến lửa cắn nát chiếc thương của nó ra rồi. Tôi lẻo lét ra luôn. Không được. Ở Hoa Lực nó có mời được một cao thủ số 1 có công năng đặc dị tên là Đại Quân tới đối phó với anh đó. Kẹp một cái là bây giờ công lực mất hết rồi. Nếu không không sợ nữa đâu. Vì làm sao mới có thể khôi phục lại? Lần trước có lần mất hết rồi, có thể khôi phục lại được. Có nghĩa là khi tôi gặp cô Ý Mộng. Chỉ gặp cô ta là được sao? Không phải. Vậy thì thế nào? Còn phải. Còn phải cái gì? Còn phải. Còn phải cái gì? Ờ, tôi ngại lắm, nói ra không được. Có phải là như vậy không? Nhìn cảm giác ra sao? Chịu đựng được. Chắc chắn là tài mà. Đã đi. Lấy đi. Tôi nghĩ nó xỉu nè, à. Tôi đó. Kia đi. Tôi trắng. Ê, quên kia đi. Đây. Thì là xui quá. Đi đi. Tại ở ngoài họ bắt tôi thắt cà vạt đó mà.
Làm ơn cho cây thuốc đi. La da 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 Chuyện gì? Gặp phải cao thủ. Thằng chột mất hả? Ừ. Đừng có giận nó. Hồi nãy nó dùng công năng đặc dị đã làm cho tôi có ảo tưởng. Công lực của nó giỏi hơn tôi. Nhưng mà đừng có sợ. Công lực của tôi đã phục hồi rồi. Sao vậy? Là lực lượng của tình yêu. Chùi nó đi. Khoan đã. Tôi muốn ngửi cái mùi môi son chút nữa. Một, hai, ba, sáu điểm xỉu. Anh biết, tôi biết. Thằng cha chột mắt đó cũng biết nữa. Nhưng sẽ không có ích gì đâu. Dưới bàn có một cái nút. Anh ta chỉ cần đạp vào cái nút đó thì sẽ có sự biến đổi. Tôi mua tất cả xỉu. Chuyện gì vậy hả? Chuyện gì vậy? Không biết tại sao tự nhiên vậy chứ. Bây giờ đã nát hết rồi, tức là không có được một điểm. Không được một điểm tức là xỉu. Tôi thắng. Nè, làm gì vậy? Chúng ta đã thắng rồi kìa. Không có gì. Chuyện gì? Không có gì mà. Cho tôi coi đi. Nè, xoay qua đi. Hả? Tôi đập nhầm cái mũi rồi. Có đau hay không hả? Đau lắm. Thôi đừng có khóc nữa. Ờ, như vậy mới là ngoan chứ. Các vị có gì? Kênh bạc này có chút vấn đề. Tôi tuyên bố vô hiệu quả. Lấy lại tiền chơi đi. Được, lấy lại đi, lấy lại. Còn 5 phút nữa cuộc thi đua chơi phé từ thiện sẽ bắt đầu. Tôi thấy 3 triệu bạc này của anh không thể biến thành 25 triệu bạc nữa đâu. Ê, gì? Cái thằng chột mắt cứ đây phá đám tụi mình hoài, vậy khó xử lắm đó. Nè, hay là tụi mình như vậy? À, tụi mình vậy. Như vậy là chắc ăn rồi. Tôi đặt 1 triệu. Ván sao đặt 1 triệu đồng? Ván này nghỉ chơi đi. Sao chạy chưa cho mệt vậy? Anh chịu nổi không hả? Làm ơn đến nè.
Nước sôi nha, nước sôi nha. Tránh ra đi. Sao chạy mà chạy? Ờ phải ha. Ha. Sắp tới giờ rồi. Tôi đặt hết nha. Cảm ơn. Không đặt thuốc được đâu. Tôi đặt thuốc là chung thuốc thôi. Không được mà. Không được hả? Vậy xin lỗi nha. Ây da, lớn quá ha. Nhiều quá rồi. Tất cả là 13 triệu, đặt ở bên trái. Ây da, lớn thiệt ha. Con 7 điểm. Ồ, 8 điểm đó. Lần này không có làm mất mặt sư phụ, thiệt là hên. Cái 8 điểm cái ăn. Ê, hey, anh giả làm đàn bà coi cũng dâm đảng lắm đó. Ông sao đâu? Xin lỗi nha. Tôi đã thắng được 25 triệu bạc rồi. Như vậy tôi có thể tham gia cuộc chơi phé từ thiện rồi chứ hả? Bất cứ người nào có 3 triệu bí kim đều có thể tham gia. Nhìn lên trên coi. Chà, cực ráy gì mà lớn dữ vậy? Hey, ghê gớm thiệt. Hey, đi mau. Nè, nè, chuyện gì không vô được đâu. Nè, ở ngoài đi. Tại sao vô không được? Không vô được đâu, ra ngoài đi. Nè, 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 mấy người này là bạn tôi. Vậy là ai? Tôi là bạn của ông chủ anh. Ông quen giống chủ tôi sao? Ông chủ anh là bạn của tôi. Rõ chưa? Rõ chưa? Ông chủ của tôi là anh tôi mà. Đi. Rõ chưa? Nè, chú Quang dịch mặt nó đã. Ở trên bàn cờ bạc mình phải quang minh chính đại thắng thằng Salam một lần. Hả? Anh Long Cửu đâu? Ờ, cũng mới vừa cứu được anh Đạt về đây đó. Bây giờ đang đi cứu Long Ngũ. Được. Xem hả? Trúng. Nói trước đi. Đặt 3 triệu. Mới hiệp đầu tiên anh đã xa láng. Tôi nghĩ là anh không có tấm nào lớn hơn tấm bài của tôi đâu. Mới hiệp đầu tôi không sợ anh dội dẫm đâu. Tôi theo. Tôi không muốn bỏ cuộc đâu. Hay lắm. Chúng ta đi thêm 2 triệu bạc. Tôi thêm 5 triệu nữa. Rất may không lo cho tay anh.
Chia ba đi. Tôi có 389. Xin lỗi nha, là thùng. Tấm tay là già, sao dám xa láng? Anh chưa có nghe nói là có tấm già là chắc ăn đó hay sao hả? Nếu tôi có một phé nào cũng lớn hơn anh đó, lại có thể còn một loại bài tốt như vậy mà không có chịu xả láng, còn cờ bạc làm gì nữa? Đã rồi. Chỉ có hai người chơi thôi, không nhộn nhịp đâu. Đại quân, dạ, lấy tiền ngồi xuống đó. Dạ. Như vậy thì sư huynh sư đệ của tôi cũng phải ngồi xuống rồi. Hả? Tôi phiền anh đó. Tôi muốn đi ủng hộ thôi. Sao được? Bây giờ chứng ngại duy nhất của mình là cái thằng chuột mắt. Nếu nó mất đi công năng đặc trị như anh còn có thì tụi mình chắc ăn đó. Có cách gì hay không? Vậy nha. Ây chà, mới ngồi xuống lại có bài lớn đi chơi như vậy. Chơi đỡ trước 300 đi. $3,000,000. Theo. Theo. Dũng cảm thiệt. Thế nào? Không thành vấn đề. Tôi cho anh kêu. $7,000,000. Xả láng đó. Tôi cũng xa láng. Theo. Theo. Tôi nghĩ hai người này đã hết tiền rồi. Ở đây tôi có 20,000,000. Tôi nghĩ là anh cũng sắp xỉ như tôi. Hay là như vậy, ván này chúng ta lại chơi hết nữa đi. Được, tôi chơi với anh ván này. 20,000,000. Lật bài ra đi. Bà tấm năm làm sao thắng được tôi chứ. Anh có yêu trộm tôi cũng đừng công khai trước mặt công chúng như vậy chứ. Bạn của anh như vậy bây giờ tính sao đây hả? Đồ chó chết. Được, coi thắng tôi thế nào. Thùng có thể thắng cô lũ được không vậy? Anh Thùng mà muốn thắng cô lũ tôi hả? Vậy là ba của anh đã biến thành người ngoại quốc đó. Nếu như tôi có Thùng mà còn có Sảnh nữa thì thắng được không hả? Hay à, Thùng phá Sảnh.
Chẳng những là ba tôi có thể biến thành người ngoại quốc, mà còn có thể biến thành má của anh nữa. Cho nên mới để anh ra chột mắt giống như là vậy đó. Tại sao như vậy chứ? Tôi đã trả tấm tẩy của anh rồi mà. Đứng im. Tôi đã biết anh biến mất tấm bài tẩy của tôi rồi, cho nên trước đó tôi đã đợi tấm bài tẩy cho anh. Còn tấm bài mà anh biến là tấm tẩy già của anh Tình. Hai thằng khốn nạn này. Lần này là tới phiên anh đã mất công năng đặc dị rồi. Còn cái miệng đó kìa, miệng đó đó. Đại quân, anh đi đâu? Tôi mất hết công năng đặc dị rồi. Đứng ở đây làm cái gì? Các vị, làm phiền các vị lui ra đi. Tôi có chuyện cá nhân để giải quyết. Ê, 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 cho cái giấy. Trời ơi, trời ơi, làm gì vậy hả? Chạy đi. Anh thì là đê tiện bị ổi, mặt dạng mày dày, vô liêm sỉ, làm gương xấu cho bọn thanh niên, làm bại hoại xã hội như vậy. Rất may tao lớn tuổi rồi, không sợ mày. Anh Sa Đàm, tôi coi anh không có phong độ bằng cha nuôi của anh đâu. Đúng vậy, nhưng mà tôi thông minh hơn cha nuôi tôi. Ông trúng kế của thần bài, chưa tới Công Hải đã giết người. Tới Công Hải chưa? Đến Công Hải rồi. Bây giờ tôi có quyền giết người rồi. Trở tay. Ảo tưởng đó, mau lùi xuống lại. Bắn đi. Em cứu anh yểm trợ em. Em đừng cứ giao nhỏ đi. Bắn hết 5 phát rồi. Nguy, chỉ còn 1 phát. Đừng lại. Nhưng chạy vô toilet. Đừng kéo tôi này, đừng kéo tôi mà. Nè, anh không mệt sao hả? Mệt chứ, mình biết làm sao. Được đi. Đừng tưởng tao là tao bỡ ngang. Quỳ nhau. Đứng yên. Anh làm gì nữa? Anh có súng hả? Anh giết tôi sẽ bị ở tù. Là anh dạy tôi đó mà. Giết người ở Công Hải Chính phủ Hồng Kông không có quyền bắt tôi. Chỉ có quốc gia làm chủ chức trường này mới có quyền bắt tôi. Đấu hiệp, đấu hiệp, xin ông tha tôi đi. Tha tôi đi mà, tha tôi đi hả? Bây giờ anh đã sợ tôi rồi hả? Anh hãy nói cho mọi người biết ai là đấu hiệp. Các gì, các gì? Tôi là kẻ xấu hãm hại anh này. Tôi là kẻ đê tiện, là kẻ giả mạo. Anh này mới là đệ tử của thần bài, là đấu hiệp. Chính tôi cho gian lận gạt tiền của các vị, không duy nhất tới đấu hiệp đâu. Như vậy số nợ của Mộng La Thiếu Anh thì sao đây? Không cần trả, không cần trả.
Bộ tôi là người mượn tiền không trả à? À, nếu anh muốn trả thì không thành vấn đề. Tôi trả cho cô. Đi. Một đồng hai cất rưỡi. Vậy bây giờ anh khỏi giết tôi. Sáu viên đạn ở trong cái súng này đã dùng hết rồi. Tôi muốn giết anh cũng không được. Nhỏ nhỏ, anh còn sao chứ? Tôi ngủ không sao chứ hả? Không sao. Cô Cửu, sau khi mà thuyền cập bến, báo cảnh sát giùm tôi, bắt Saddam đi. Cẩn thận không? Thằng này sao quyền lắm, đánh nó đi. Biết rồi. Nè, 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 nè. Anh đừng có hiểu lầm nha. Cảnh sát e ngại đồng đảng của thằng Saddam chưa có bị cảnh sát bắt hết, cho nên phái tôi tới đây để bảo vệ anh. Nói làm gì chứ? Để tôi lấy lại một chút mà không được à? Ê, nè, nè. Nè, tôi có chút chuyện muốn nói với anh, qua bên này. Được. Nè. Thế nào? Nè, tiền mà anh dùng công năng đặc dị thắng được đó, không có thể lái sai được đâu. Phải. Còn số tiền mà tôi thắng được thì phải đem đi cứu tế. Đúng. Vậy sau này tiền mà anh ăn được do công năng đặc dị thì thu hết cho tôi được rồi. Ờ, tôi hiểu rồi. Tôi thu hết cho anh và anh có rất nhiều tiền. Còn tôi thì nghèo khổ. Sau đó thì anh dùng tiền đó để mà cứu tế tôi. Đúng vậy. Như vậy sau này tiền của anh là tiền của tôi. Tiền của tôi tức là tiền của anh. Chúng ta tôi này phát tài rồi. Are you sure? Hả? Hả?